ยายเอ็มไอแม่เต้าไงฉันพี่เต้าอ่ะคิวอ่าแค่ไหนไม่ถ่ายท้องแย่จุ๊บไอพี่เลยก็ฟรีเลยน้ำไหลไหลจะยิ้มไว้หลายเย็นแล้วเพลงเก๋แก๊ส
Nó mày nhắn cho 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 mày nhắn con phải nhìn lại coi còn nhiều lắm nha. MP mình bỏ MP mình cho ok cho 10 điểm đây đây con bạn có đi nói gì mày nói gì mày nói tổ dân không tổ trưởng tổ trưởng lại tổ trưởng lại xuống xuống chắc ngoài nghe nói là tổ trưởng tổ dân phố luôn nó nói tao là tổ trưởng tổ dân cây bé cây tổ trưởng mà xuống lớp trưởng nghĩ gì hôm nay ngồi mát ngu gì nó muốn đen mà nó đang muốn đen nó sạch lắm ở đâu ra con này người trời bà này thì hôm qua gần đi cao không bữa nào cháu nói gì cảm ơn mấy bạn đã rất hưởng ứng cái cuộc họp mặt của tụi mình sau hơn 30 năm. Đối với một số mấy bạn là 30 năm. Và đối với rất nhiều tụi mình đó là như nghĩa là cũng gần 35 cho tới 36 năm. Và sau đó có những bạn ở đây lại đã từng học chung với mình từ lớp mẫu giáo luôn. Đã sợ anh ta. Nếu mà không có sự hưởng ứng của mấy bạn bữa nay thì cái tiệc này sẽ không có thành công như vậy. Thành ra mình rất là cảm động và các bạn cũng cũng để mà lo ăn. Thành ra cũng có rất nhiều bạn mình cũng muốn gặp lại nhưng mà unfortunately mình không có cơ hội để gặp lại những bạn đó. Thì mình hy vọng những năm sau này thì mình sẽ có dịp gặp lại những bạn đó. Và như hy vọng tất cả những bạn có mặt ở đây cũng sẽ có mặt lúc đó luôn. Thì mình sẽ rất là vui. Thành ra mình mà được gặp lại. Tim em chưa nghe dù qua một lần. Mỗi em chưa phôn hai chưa thật ba lần. Tim trời mong manh như lá me xanh ngỡ ngàng rơi nhanh. Giang mắt đau mây chưa bao kê lạnh đầy. Cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ đầy hoa ngất mơ. Trong mắt ngây thơ trong nắng. Nghĩ đại đi, lắc lắc đi chết chối.
you never glad that I love you all the days Say say la tu con je
Sao nó dẹp quá vậy? Ê Xuân, tụi nó thắc mắc là sao dẹp lép mày? Đâu là con nào đâu Xuân? Không, ở Việt Nam. Đi chiên cho, đi chiên cho. À, đẹp giọt. Mày sao nó không lên này ba nó? Như bây giờ bà bỏ lên đây không? Nghe thấy quá, nghe mùi quá.